Kính thưa quý vị, thu nhập từ vay mượn thế chấp của ngân hàng Wells Fargo tạo lo lắng. Wells Fargo đã tạo được mức lợi nhuận kỷ lục trong tám cá nguyệt vừa qua với một gia tăng 24%. Nhưng các nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu của ngân hàng, phần lớn bởi vì lãi suất lợi nhuận trong quý thứ tư đã giảm. Đây là chỉ số đo lường bao nhiêu tiền ngân hàng làm ra từ việc cho vay mượn. Các nhà phân tích cho biết, tất cả các ngân hàng đều đang phải đối phó với một vấn đề này. Một khoản vay 6% trong năm 2007 đáo hạn vào năm 2012 và nay mức lãi suất thông thường là 3.5%. Điều này tạo áp lực về năng suất cho vay của các ngân hàng. Cho vay thế chấp là ngạch kinh doanh lớn của Wells Fargo. Ngân hàng này là nhà cho vay số 1 tại Hoa Kỳ với khoảng 1 trong 3 khoản vay. Nhưng Wells Fargo đã thực hiện ít các khoản vay thế chấp hơn trong quý trước. Và Wells Fargo cũng đã bị chỉ trích vì một sự gia tăng chi phí kinh doanh, trong khi các đối thủ đã thành công cắt giảm các chi phí này. Đây là một trong những lý do mà các nhà phân tích đã thất vọng đối với sự kiểm soát chi phí hoạt động của Wells Fargo. Wells Fargo là ngân hàng lớn đầu tiên của Hoa Kỳ đã có báo cáo kết quả kinh doanh. Trong tuần này, đến lượt các ngân hàng Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase cùng với Goldman Sachs sẽ có báo cáo kết quả. Các phân tích gia dự kiến một số các ngân hàng sẽ có một câu chuyện lãi suất lợi nhuận tốt hơn so với Wells Fargo. Có thể các ngân hàng khác không có tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ tương tự như Wells Fargo, nhưng họ có nguồn thu nhập khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích đang lo lắng về những nguồn thu nhập khác này, nói rằng tám cá nguyệt vừa qua, các hoạt động có thể đã chậm lại cho những ngân hàng này do những ảnh hưởng của chương trình kích cầu của Quỹ Dự trữ Liên bang đang phai nhạt dần và khối lượng giao dịch và thỏa thuận vẫn còn yếu.